Xin chào chị và các bạn đã trở lại với Jenny Phương. Còn vài ngày nữa đã đến Tết Trung Thu, mình cũng cố gắng chia sẻ thêm một món bánh Trung Thu nữa. Mình đã có chia sẻ nhiều bánh dẻo Trung Thu rồi. Hôm nay mình cùng nhau làm bánh Trung Thu nướng nha. Nhân với các loại hạt đậu, mứt và trứng muối. Nếu thích mình làm nhân thập cẩm luôn. Vỏ bánh mềm, độ ngọt vừa phải rất là ngon. Đặc biệt là mình không cần nấu nước đường và không dùng hóa chất. Nhưng bánh vẫn lên cái màu khá là đẹp. Ngay bây giờ mời anh chị và các bạn vào bếp cùng Jenny nha. Thành phần nguyên liệu mình sẽ để trong hộp mô tả description box và ở cuối video. Bây giờ mình bắt đầu làm. Làm bánh Trung Thu nhân với các loại hạt, nguyên liệu khá là nhiều. Nhưng thời gian mình làm thì rất là nhanh vì mình không cần xay nhân. Phần nhân hôm nay mình có là hạt bí. Đây là hạt bí. Hạt hướng dương. Đây là hạt dẻ cười. Mè mình có là mè trắng và mè đen. Còn đây là mứt gừng. Mứt khóm. Sau cùng là mứt Nam Việt Quốc. Tất cả hạt và mứt này mình mua trong chợ Mỹ. Riêng mè trắng và mè đen thì mình mua trong chợ Á Đông. Và mỗi loại mình dùng là 50g. Riêng mứt khóm thì mình dùng 100g. Thành phần nguyên liệu mình sẽ để ở cuối video và trong hộp mô tả description box. Hạt anh chị và các bạn dùng hạt nào cũng được nha. Như là hạt hạnh nhân, hạt óc chó hoặc là đậu phộng. Ở địa phương mình có bán hạt gì thì mình dùng hạt đó cho nó tiện. Mứt cũng vậy. Anh chị và các bạn có thể dùng mứt bí, mứt tắc, mứt hạt sen. Nơi nào có mứt đó thì mình dùng. Các loại hạt này thì đã rang rồi. Riêng mè trắng và mè đen chưa có rang. Mình cho vào trong dĩa đi mình đem nướng nha. Nếu không nướng thì mình cho lên chảo mình rang cho nó vàng cũng được. Mè trắng, mè đen tổng cộng là 50g. Mình cho vào lò nướng 15 phút với 250 độ F. Và mình cần nếp chín để mình cho vào trong nhân. Mình sử dụng 100g. Nếu có bột bánh dẻo thì mình dùng, vì bột bánh dẻo cũng đã rang chín rồi. Sau đó mình cho lên chảo, mình rang cho nó chín khoảng chừng 8-10 phút và mình để lửa vừa. Mình rang lên như thế này cho đến khi nào cái nếp nó hơi ngà ngà vàng một tí. Sau đó mình cho ra cái tô và mình để cho nguội. Mình cho hạt bí vào trong cái tô to để mình trộn nhân. Hạt bí này là hạt bí ngô, 50g. Hạt hướng dương, 50g. Hạt nào nhỏ thì mình để nguyên. Nếu hạt to thì mình sẽ cắt nhỏ. Hoặc là mình cho vào máy mình xay nhỏ cũng được. Đây là hạt dẻ cười. Mứt khóm mình cắt nhỏ ra luôn. Bao nhiêu đây là 50g, tí nữa mình cho thêm 50g nữa. Mứt gừng mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Mình cũng đã cho mứt Nam Việt Quốc vào đây luôn rồi nha. Mè trắng, mè đen sau khi nướng mình để nguội, mình cho vào đây luôn. Mật ong mình cho vào đây 50g. Ba mươi gram dầu ăn, mình dùng là dầu rau củ. Mười gram dầu mè, cho nhân nó thơm. 20g đường dừa, cũng là đường thốt nốt. Mình mua trong chợ Mỹ. Nếu không có thì mình dùng đường nâu. Cho nhân lên cái màu đậm đẹp. Đường này không có ngọt lắm. Sau đó mình trộn lên cho nó đều. Rồi mình cho các loại hạt và các loại mứt vào đây luôn.
mình trộn lên cho mứt và các loại hạt áo đều hết. Sau đó mình cho bột nếp rang chín vào đây. Lưu ý là bột nếp này mình để nguội và mình cho vào từ từ. Mình trộn lên, nếu mình thấy còn ướt thì mình cho thêm. Nếu thấy áo đều trắng hết thì mình không cần cho nữa. Nếu mình cho nhiều quá thì nhân mình nó sẽ bị khô. Cái nhân mình nó bột bột quá, ăn sẽ không có ngon. Vỏ chanh mình bào như thế này, mình cho vào một trái. Nếu chị và các bạn có dùng mứt tắc thì mình không cần cho vỏ chanh cũng được. Nếu thích thì mình cho hai thứ luôn. Mình trộn lên cho đều rồi mình cho nước. Nước lọc nha, hoặc là nước sôi để nguội. Mình cho khoảng chừng 80ml nước và mình cho từ từ để mình điều chỉnh. Khi mình trộn xong thì cái nhân nó sẽ có cái độ dẻo. Dẻo vừa như thế này, khi mình vào viên thì nó đứng chứ không có chảy xệ nha. Nếu bị nhão thì mình cho thêm bột. Nhưng mình cho bột nhiều quá thì cái nhân mình ăn nó có vị bột đó, thì sẽ không có ngon. Tiếp tục mình chia nhân luôn. Thường nhân với các loại hạt này gấp đôi vỏ bánh là ngon nhất. Khuôn hôm nay mình dùng là khuôn 100g. Phần nhân mình chia là 67g. Và nếu như mình thích trứng muối thì mình chia luôn. Cũng 67g. Để làm cho bánh mình có thể dùng nước đường hoặc là mật ong. Để cho tiện hôm nay mình dùng mật ong, 100g mật ong nha. Bốn mươi gram dầu ăn mình dùng là dầu rau củ. Một lòng đỏ trứng gà 17g. 1/4 muỗng cà phê muối. Sau đó mình khuấy lên cho đều. Nếu thích vỏ bánh có màu vàng đẹp đậm đều thì mình có thể sử dụng nước cho tàu hoặc là muối nở, baking soda 10g. Tuy nhiên nếu mình dùng nhiều thì cũng có độc hại. Như hôm nay thì mình không có dùng. Và nếu thích vỏ bánh bùi ngon thì mình có thể cho vào đây bơ đậu phộng. Nhưng nếu bị dị ứng thì mình không cho. Bột mình sử dụng là bột bánh cake flour 200g. Bột bánh là bột mì có độ đạm protein thấp. Bột thường dùng làm bánh bông lan. Bên Việt Nam là bột mì số 8. Nếu không có thì mình dùng bột mì đa dụng cũng được. Thì mình bớt 40g, mình cho vào 40g bột bắp nha. Và mình cần rây, không thôi mình trộn bột nó sẽ bị đóng cục. Mình cho bột vào mình trộn và mình cho một nửa thôi. Mình dùng cây mình trộn. Rồi mình cho hết phần bột còn lại. Dùng cây trộn lên cho đều trước. Rồi sau đó mình mang bao tay vào mình nhồi.
Vì bột này không dùng bao tay thì nó sẽ dính lắm, và mình nhồi cho nó dính lại một khối là được. Mình không cần nhồi lâu, nếu nhồi lâu thì bột nó sẽ bị dai. Bột mình nhồi xong thì có cái độ mềm như thế này thì bánh sẽ mềm ngon, nếu khô quá thì bánh nó sẽ bị cứng. Sau đó đầy bột lại và để cho bột nghỉ khoảng chừng 30 phút. Bột này nó sẽ dính, tất cả dụng cụ đều bọc ni lông lại hết nha. Sau khi bột nghỉ, mình chia bột ra. Khuôn 100g, mình chia tỷ lệ là 1:2, 1 phần bột và 2 phần nhân. 33g bột nha, nhân là 67g, bột 33g. Ở đây mình có chuẩn bị khay nướng bánh và giấy nướng luôn. Bột này rất là mềm, mình cho lên tay mình ấn như thế này là được. Ấn mỏng ra, khoảng chừng gấp đôi phần nhân. Khi bột mỏng đều rồi, mình cho nhân lên. Mình lật miếng bột qua như thế này. Bột rất là mềm, mình làm từ từ nhẹ tay nha. Ép sát bột vào nhân. Sau đó lật lại. Mình vừa ép, mình vừa đẩy bột lên. Sau đó mình tha bột áo, mình rắc lên một ít. Và mình vo tròn cho bột áo nó đều. Khuôn mình áo bột hoặc là mình thoa dầu. Nếu mình thấy vỏ bánh mềm thì mình áo bột, và bột cứng thì mình thoa dầu. Hai thứ thoa khuôn, thứ nào cũng được nha, tùy theo cái bột mình mềm hay là khô á. Sau đó mình đóng khuôn, mình ấn xuống, mình giữ chặt 10-20 giây. Và mình đóng khuôn vào trong cái khay nướng luôn. Một chút mình nướng bánh luôn, mình không dời bánh qua lại thì bánh nó sẽ không có tròn. Anh chị và các bạn có thể dùng cây cán bột cũng được. Nhưng nếu cán bột thì mình cần lót bọc. Bột này thì nó sẽ rất là dính. Nhưng mình thấy làm trên tay như thế này thì rất là tiện. Mỗi bánh mình đều thoa bột khuôn nha. Khi mình đóng khuôn gần hết thì mình chuẩn bị lò nướng. Mình mở lò 400 độ F hoặc là 200 độ C. Lò nhà mình không có quạt và chỉ có lửa dưới thôi. Mình làm được 4 cái trứng muối, 6 cái không trứng và một cái nhỏ 70g. Trước khi mình cho vào lò nướng, mình xịt nước nha. Mình xịt lên cho nó đều, ướt hết mặt bánh luôn á. Và mình cho vào lò nướng 400 độ F. Mình nướng trong vòng 10-12 phút. Và mình canh khoảng chừng 10 phút. Mình thấy mặt bánh nó chuyển sang hơi đục thì mình có thể lấy ra. Trong lúc chờ đợi bánh nướng, mình pha nước trứng để mình phết lên mặt bánh. Mình dùng một lòng đỏ trứng gà, một muỗng canh nước. Nếu thích bánh có màu đậm hơn nữa, mình có thể cho vào đây nước đường hoặc là mật ong, nước tương luôn nếu thích. Và nếu thích dầu mè, mình có thể cho luôn. Bánh mình nướng xong được 10 phút.
Cái bánh giờ nó chuyển sang cái màu đục và xung quanh nó có hơi màu vàng nhẹ. Và ngay lập tức mình xịt nước lên, xịt đều ướt hết bánh luôn nha. Sau đó để cho bánh nguội rồi mình mới phết trứng lên. Nếu mình phết lên liền ngay lập tức thì trứng nó sẽ chín, trứng nó sẽ đọng lại và làm cho bánh bị mất nét. Trong lúc này mình đi hạ nhiệt độ lò xuống 325 độ F hoặc là 160 độ C. Khi bánh nguội rồi mình quét trứng lên, dùng cọ có cái độ mỏng, khuấy trứng lên cho đều và mình gạt bớt đi. Mình quét xung quanh bánh trước, sau đó mình quét trên mặt và mình quét mỏng đều, không quét quá dày thì bánh nó sẽ mất nét. Không quét quá nhiều, lặp đi lặp lại nhiều lần, trứng sẽ đông lại làm cho mất đi văng bánh. Sau khi quét trứng xong, mình cho bánh vào lò mình nướng lần 2, 325 độ F và mình nướng 10 phút. Bánh nướng xong lần 2 là chín rồi, nhưng nếu như mình thấy mặt bánh chưa vàng thì mình có thể nướng lại lần 3. Mình cũng lặp lại như vậy, mình xịt nước, rồi mình để nguội, rồi mình phết trứng lên, mình nướng thêm 5 phút cho trứng nó chín. Như mình thì mình nướng 2 lần thôi, vì sau 2 ngày bánh sẽ chuyển sang màu vàng đậm hơn nữa. Bánh mình để cho nguội, rồi mình cho vào trong hộp, đậy kín, để ở ngoài nhiệt độ phòng. Khoảng 2 ngày thì vỏ bánh sẽ mềm lên ngon. Lúc đó dầu và đường sẽ thấm ra bánh thì bánh sẽ mềm ngon và màu sẽ vàng thêm nữa. Bánh này mình để được 12 tiếng rồi nè. Thì mình thấy màu vàng nó hơi đậm rồi đó. Sau 2 ngày thì bánh sẽ màu đậm hơn nữa và vỏ bánh sẽ mềm ngon. Nhân rất là thơm và vỏ chanh, các loại đậu mè, đậu vò mè thì bùi bùi, trứng muối mặn mặn rất là ngon. Jenny rất là vui làm được một món bánh nướng cho mùa Tết Trung Thu năm nay. Chúc cho anh chị và các bạn làm ăn ngon. Nếu thích hãy bấm like, ủng hộ Jenny bằng cách đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi mình có video mới. Jenny cảm ơn rất là nhiều. Giờ xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.